Chắc là chúng ta sẽ đi một cái ngành cực kỳ hot mà mình thấy rất nhiều anh chị hỏi ở đây, đấy là ngành cảng biển. Thì thực ra ngành cảng biển thì như chúng ta thấy là cái con sóng gọi là khu công nghiệp từ năm 2018 đến 2019 cũng là con sóng khu công nghiệp cực kỳ dài, những cái chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc chuyển sang Việt Nam, hay là rất nhiều doanh nghiệp lớn thì đầu tư vào khu công nghiệp ở Việt Nam để mở sản xuất. Thì rõ ràng rồi, khi mà họ mở nhiều thì cái lượng hàng hóa sẽ tăng cực kỳ mạnh, đúng không? Và năm nay thì khi mà dịch bệnh xảy ra thì Việt Nam và Trung Quốc thành một cái gọi là công xưởng của thế giới, xuất khẩu đi Mỹ và châu Âu rất nhiều. Thì ngành cảng biển mọi người để ý là cước phí tàu thì tăng, đúng không ạ? Rồi cảng biển thì cũng phun hết công suất, có những cảng biển phải thuê những cái cảng bên bên cạnh để mà chạy, như kiểu thằng ILB cũng rồi cũng được cái thằng một thằng cảng ICD nó thuê, tại vì vượt quá công suất rồi khiến cho cổ phiếu cũng chạy. Thì đấy là vấn đề về cảng biển. Thì mình nghĩ về mặt ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thì vẫn khá là tiềm năng, thì chỉ có một duy nhất là định giá nó hơi cao thôi, đúng không ạ? Còn chẳng hạn một cổ phiếu mà cực kỳ hot mà có tàu, tức là HAH, thì họ có tàu riêng, nhờ vào có tàu riêng mà cước phí nó tăng cực kỳ khủng như vậy thì kết quả kinh doanh của họ tăng rất mạnh. Thì thực ra ngành cảng biển thì mình thấy là sắp tới luồng tin tức thì vẫn sẽ tốt, trong vòng 1 đến 2 tháng tới thì mọi người có thể nắm giữ được riêng về mặt cơ bản thôi, còn hết 1 đến 2 tháng tới thì cũng phải để ý, tại vì mình nghĩ là hiện tại thì sản xuất ở Mỹ và châu Âu đang hồi phục trở lại, thì mới mở cửa thì cái nguồn luồng hàng hóa họ nhập về vẫn rất mạnh. Tuy nhiên thì khi mà mở cửa một thời gian ổn định rồi thì khi luồng hàng hóa cân thì cái chi phí logistics mình đang kỳ vọng là khoảng 1 đến 2 tháng tới có thể điều chỉnh dần trở lại với mức ổn định thông thường. Thì đấy là vấn đề, thì hiện tại tin tức thì vẫn tốt thì mọi người có thể nắm giữ được. Thì không biết anh Hùng có nhận định gì về nhóm này không? Thực ra thì phải chia sẻ là cảng biển thì đúng là ở Việt Nam thì với một cái đất nước mà bờ biển đến cả hàng nghìn km thì đúng là cảng biển nói chung là chúng ta hay nói với nhau là nó có tính độc quyền khá cao. Nhưng mà câu chuyện tăng trưởng của ngành cảng biển thì nó sẽ đến từ một ông là ông có nhiều cảng, với hai là anh thấy là có hai là HAH nó đột biến nữa là nó có tàu thì cước phí tăng và nó được lợi rất là nhiều. Thì anh cũng đồng ý là nếu mà khi mà mọi thứ nó trở về ở mức ổn định thì anh nghĩ là HAH nó sẽ là một cổ phiếu có thể coi là tính chu kỳ của nó khá cao. HAH thì có thể coi là tính chu kỳ của nó rất lớn. Tại vì anh nghĩ là cảng Hải An của nó thì có thể không mạnh, nhưng đội tàu của nó thì đúng là động lực tăng trưởng chính cho HAH rồi. Thì nếu về biểu đồ thì anh nghĩ là HAH thì nó cũng đang, chúng ta có thể coi là đây là một cây có thể coi là nó đến giai đoạn mà chúng ta hôm nay chia sẻ là đến mô hình, nó gọi là đến giai đoạn mà tạo đỉnh cao trào rồi. Tức là sau những chuỗi nến nhỏ thì bắt đầu nó đến những cái giai đoạn nó nến rất dài, và chúng ta coi là nó bắt đầu đến đoạn mắc nến. Tôi ví dụ tạo nến clean mắc ấy, nếu mà ví dụ Liên Việt Postbank mọi người nhìn thấy ngày xưa không ạ, khi bắt đầu nó kéo nến và khi mà tháng 6 ông bảo mọi người là nó sẽ phân phối và nó sẽ cần điều chỉnh ngắn hạn, và rất nhiều cổ phiếu ở thời điểm đó ví dụ như là ACB, hay là tức là khi mà nó tạo ra những cái đỉnh cao trào lớn rồi thì hoặc kể cả dòng chứng khoán VND, SSI cũng như vậy. Thì anh nghĩ là chắc chắn là sắp tới HAH thì anh đánh giá là nó sẽ rung lắc rất mạnh, nó sẽ rung lắc rất mạnh. Không chỉ HAH đâu, kể cả những VNA, VNL hay là rất nhiều doanh nghiệp khác, thì anh nghĩ là tức là cái điểm mua bây giờ thì anh đánh giá là rất khó với những cổ phiếu này. Và nếu ai mua những cổ phiếu này thì thực sự là đúng là nói đúng ra là không nên mua nữa. Ai có thì nên canh bán dần và để tầm khoảng 1 phần 3 đến 1 phần 2 vị thế, khi nào mà nó đảo chiều dứt điểm thì mọi người hãy bán. Còn nếu không thì để mua thì anh đánh giá là không nên nữa, tại vì nó tăng giá kéo dài quá đó. Nếu mà nói về cảng biển bây giờ một doanh nghiệp nó chưa tăng giá kéo dài thì có lẽ kiểu G1S thì kết quả nó không đột biến bằng, nhưng mà nó kiểu nó có độ an toàn hơn vì nó chưa chưa tạo nên đỉnh cao trào. Còn HAH thì anh nghĩ bây giờ có lẽ nó chỉ chờ một phiên đảo chiều kiểu sàn phát kiểu thế thì là bắt đầu nó xác định vào vùng điều chỉnh lớn, thì anh nghĩ là như vậy. Càng tăng mà giá von càng kéo thì anh nghĩ là nó sẽ hơi khó, nên là nếu ai mua HAH thì anh nghĩ là nên cẩn thận, đang nói mua mới nhé, nên cẩn thận. Và kể cả đây cũng là cổ phiếu mà khi mà tổ chức khóa K6 thì Hùng có chia sẻ mọi người vào ngày 16 tháng 7 là cây này, và nó đã tăng đến 40%. Hôm qua các bạn thống kê đến 40% đến bây giờ, nhưng bây giờ bảo Hùng mua mới thì chắc chắn là Hùng sẽ không có nghĩ mua được, tại vì mọi người biết là khi chúng ta mua một cổ phiếu mà chúng ta thấy cái rủi ro cao hơn cái lợi nhuận thì chúng ta sẽ không tham gia. Đấy, nên là Hùng nghĩ là cũng nhóm cảng biển thì cơ bản thì là tốt, nhưng mà có lẽ để mua mới thì không không nên, không nên nữa. Có một anh chị hỏi là sắp tới có mở lớp không, thì cuối tháng 8 đầu tháng 9 thì Hùng sẽ có khóa Become a Trader K7, thì nếu anh chị nào muốn đăng ký thì mọi người có thể inbox trực tiếp cho các bạn TV hoặc add Zalo của Hùng, thì Hùng sẽ hướng dẫn, bảo một bạn thư ký hướng dẫn mọi người đăng ký.
Tuần sau thì có lẽ sẽ bắt đầu có Zoom Zalo của K7 để đồng hành với mọi người đến khi lớp học diễn ra và nó kết thúc thì mọi người có thể đăng ký nha. Ok. À, vâng, cảm ơn anh Hùng. Ngành cảng biển thì về mặt cơ bản thì vẫn tốt đúng không? Chung dài hạn vẫn ok. Có duy nhất một điểm đấy là định giá thì hơi cao thôi. Và thực ra là câu chuyện một số doanh nghiệp thì cũng có thể bị ảnh hưởng thời gian tới nếu mà cước tàu nó giảm. Thì đấy là những cái lưu ý mọi người phải để ý trong cái ngành cảng biển. Còn chẳng hạn như GBD thì đúng là rõ ràng cái tăng trưởng sẽ bền hơn với cái cảng Jamaling mới, nó mở rộng dần công suất. Ok, thì đó là cái ngành cực kỳ hot mọi người để ý.